thưa quý vị và ban giám khảo, chúng tôi là Tiên Nữ, Ngọc Nữ và Tiểu Đồng. Hai chúng tôi yêu nhau chỉ vì một lần chạm tay nhẹ thôi. Chỉ một ngón tay chạm vô thôi mà đã bị đài xuống trần gian rồi. Thiệt là đau khổ, thiệt là bi kịch mà. Chúng tôi đã cùng nhau phụng sự cho bà La Hán quả. Nhưng mà khi chúng tôi chạm tay nhau, bà ta đã phát hiện ra và đã đài chúng tôi xuống trần gian, trải qua 7749 kiếp nạn. Thiệt là buồn. Trời ơi, tôi buồn quá mà. Nhưng bây giờ tôi mới biết tìm Tiểu Đồng của tôi ở đâu đây. Tiểu Đồng ơi, anh Đồng ơi, giờ anh đang chốn nào nơi trần gian? Anh Đồng ơi, anh Đồng ơi. Tiểu phẩm này thì Nhi chỉ tập trong vòng một đêm. Một đêm duy nhất. Cái hôm đấy thì Nhi có cùng một bạn diễn, đó là tên Ngô Kinh Lâm. Thì Nhi và anh Lâm thì tình cờ gặp nhau ở chương trình. Hai anh em cũng đã tập chung với nhau. Nhớ anh hả? Thấy không? 10 phút nữa là anh sẽ tới chỗ em đi. Ok? Đó. Ừ. Anh... Rồi. Sao? Anh Đồng ơi. Anh lỗi rồi. Tôi có quen cô. Không có em ơi, người ta nhận lầm người. Sao? Em nói đi. Anh Đồng. Anh Đồng ơi. Cô bị điên hả? Không, anh không có chửi em. Không có. Anh Đồng. Không có, người ta hiểu lầm. Em. Alo, em ơi. Hai. Cô có bị điên không? Không. Thậm chí tôi còn không quen cô nữa. Cô có thấy tôi đang nói chuyện với bạn gái không? Hai người đang rất là tình tứ. Anh yêu em yêu anh. Tự nhiên cô đứng sau lưng tôi. Giờ giận tôi luôn rồi nè. Bạn gái. Đau tiếp. Bạn gái, trời ơi. Trời ơi, cái gì mà la á á hoài vậy? Tiếng lòng của em đó chàng ơi. Chàng không nhớ tiếp sao? Không. Bi kịch. Trời ơi, chàng ơi, thiếp là Ngọc Nữ, chàng là Tiểu Đồng. Ngày xưa chúng ta yêu nhau ở trên thiên đình. Chàng yêu thiếp, thiếp yêu chàng, hai chúng ta yêu nhau. Nhưng rồi, chàng! Dạ. Chính chàng. Chàng. Chàng chính là Tiểu Đồng. Lâm Đồng. Tiểu Đồng. Tôi nói rồi, tôi là Lâm Đồng. Tiểu Đồng. Lâm Đồng. Tiểu Đồng. Lâm Đồng. Thôi nha, chào nha. Trời ơi, thể loại gì mà chơi trọt vô lỗ mũi rồi quấy quấy vậy hả? Con biết đau hả? Đau chứ, đang đau đây, đau quá. Lúc đầu thì anh Lâm đến trễ, cho nên là Nhi cứ nghĩ rằng Nhi cứ ngồi đợi. Nhi nghĩ rằng không biết là mình có được lên diễn hay không. Nhi đã chờ đợi hết một ngày. Tiết mục của Nhi được chương trình báo rằng là lên diễn đầu tiên, nhưng mà Nhi đã xin các anh chị ấy dời lại cho Nhi ở giữa, nhưng mà rồi cũng ngồi đợi cho đến cuối cùng. Thì Nhi tin rằng là bạn diễn của mình sẽ đến, và cuối cùng thì Nhi cũng không thất vọng là vì bạn diễn của mình đến. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngủ nghe. Tìm một người để nói rơi lệ. Ôi, em lại chị. Giờ em mới làm cái này để cho chị có thể tha thứ cho em được hả? Chàng ơi, chỉ cần chàng nghe thiếp kể một câu chuyện, sau đó thiếp sẽ không làm phiền chàng nữa đâu. Thiệt nha. Giờ tôi sẽ đứng đây nghe cô kể một câu chuyện, xong rồi cô sẽ tha cho tôi đúng không? Đúng rồi. Hứa nha. Kể đi. Kính thưa quý vị và các bạn. Dạ. Đi về à? Kể lại. Kính thưa quý vị và các bạn. Tôi tên là Ngọc Nữ. Còn đây chính là Tiểu Đồng. Và tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Hết chuyện rồi. Ủa kể gì kỳ vậy? Không hiểu gì hết luôn á. Nói thật sự nha, ở ngoài Nhi khùng lắm. Ở trong tiểu phẩm là Nhi tiết chế rồi, chứ ngoài Nhi khùng hơn nhiều. Tôi có yêu nhau, chắc chắn là chúng ta sẽ có quá khứ, kỷ niệm đẹp. Vậy cô chứng minh đi. Cô kể một cái kỷ niệm nào đó cho tôi biết, để tôi có thể tin lời. Chứng minh. Đúng. Chứng minh. Bây giờ chị phải làm sao đây? Chứng minh. Chứng minh. Chứng minh. Chứng minh. À, chứng minh. À. Chứng minh. Có rồi. Ngày xưa. Ngày xưa. Hai chúng ta yêu nhau. Chúng ta đã từng quẩy cùng nhau một điều nhạc. Nhạc. Chào như gió. Ta nhớ rồi, đừng có á nữa. Mục đích của Nhi thì khi tham gia chương trình, Nhi muốn là trau dồi và học hỏi. Cái này là cái mà Nhi cần nhất. Mọi bước đi của mình trên con đường nghệ thuật thì đối với Nhi rất là khó khăn. Nhưng mà Nhi muốn là trên từng cái con đường mình đi thì sẽ có nhiều màu sắc. Cho nên là Nhi muốn thử sức mình ở trong học viện danh hài. Nhi nghe tất cả các bạn bè ở bên ngoài và mọi người đều nói rằng Nhi ơi, sao mình thấy bạn khùng quá. Rồi, thì mình cũng muốn khám phá thử bản thân của mình khùng, nó có thể duyên để diễn hài hay không. Sau khi lôi hết thức ăn trong tủ lạnh ra và ngồi ăn uống rất vui vẻ cùng nhau, các thí sinh nhận được một tin sét đánh. Xin thông báo các bạn đã ăn hết thức ăn của một tuần. Ăn hết đồ ăn của một tuần. Chúc mừng tất cả các bạn đã ăn hết đồ ăn của một tuần. Xin đừng rưới sao? Mua vô lại. Mình mới có 3 gói à. 3 gói còn đó, để đó mai muốn mình ăn được mà. Mọi người đều nghe thấy, em không cần phải nhắc lại, ai cũng đau. Một tuần cơ. Thế, em chúc đây, đó. Đây, đây. Bây giờ ai ăn một tuần chưa nhỉ? Người ta ăn hết rồi đó. Chúc mừng ha, ăn sáng được ha. Nè, ăn sáng được ha. Không, ăn sáng có mà. Không, ba có mì. Ăn nhiều nhịn bù. Ba có mì cũng nhiều. Đâu, có ăn sói. Sắp tới tất cả các ông còn ai cũng có hết rồi. Ai cũng ăn. Đói lắm ăn rồi. Không được chơi nào hết. Để đây thì về để đây đi. Ăn mì nữa không? Không, bỏ đi. Để ăn đi. Không, thực ra thì một ngày chúng ta có 4 bữa, còn chỗ này ăn vặt trong vòng một tuần. Định cho đũa thật đấy à? Còn ăn một tuần nó ăn cái này cho hết đi. Thôi thì để đó đi. Không ăn mì quá khô không à? Đau đủ quá. Hôm nay chưa tính là đầu tuần. Nóng cực kỳ mà. Mai mới tính là đầu tuần. Tức là bắt đầu từ ngày mai mà, đúng không? Bắt đầu từ ngày mai ăn nè. Không, ngậm miếng mì sống á, xong rồi đổ miếng nước sôi vô họng. Trời ơi, để cái mì này ăn nguyên phần. Để đi. Em mời chị. Thì thực ra là nói cái mấy cái đồ ăn vặt là mấy cái trái cây. Ủa lần nào á? Nói mì luôn đó mấy má. Mì trái cây rồi luôn á. Thì trái cây á. Mì luôn. Một buổi tối thật nhiều cảm xúc với 12 thí sinh của Học viện Danh Hài. Hãy đón xem ba nhóm của chúng ta sẽ làm gì với chủ đề tuần này nhé. Nhiều điều bất ngờ đã xảy ra. Hãy đón xem Học viện Danh Hài mỗi tối vào lúc 19:55 trên kênh VTV6 để cùng cười thật sảng khoái nhé.